Cảnh quan thiên nhiên thật tráng lệ. Tôi đã đi khắp thế giới. Tôi đã từng gia nhập các đoàn thợ săn. Nhưng cảnh tượng này tôi chưa từng thấy ở nơi nào khác. Được nhìn thấy hàng triệu con bướm vua ở cùng một chỗ là một cảm giác rất tuyệt vời. Hiện tượng này rất hiếm gặp, rất đáng để chúng ta phấn khích. Jean Lorion sinh ra ở vùng Outaouai ở Quebec. Ông lớn lên ở vùng quê, giữa thiên nhiên tươi đẹp và các loài động vật hoang dã. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã rất thích những gì liên quan đến thiên nhiên. Tôi cũng sưu tập vài thứ. Khi đó tôi sưu tập tổ chim và cành cây. Tôi sưu tập cả côn trùng, ếch. Mọi người hay gọi tôi là cậu bé côn trùng. Các anh tôi cũng không hiểu tại sao có người lại thích côn trùng, bướm, nấm hay những thứ tương tự như thế. Bị cuốn hút bởi tất cả những gì liên quan đến môi trường, nhà sinh học này tự coi mình trước hết là người truyền bá. Từ đầu những năm 1990, ông đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn loài bướm vua. Loài bướm vua cuốn hút tôi ở những điều chưa được biết đến. Còn rất nhiều điều về loài vật này mà chúng ta chưa hiểu hết. Loài bướm vua có những hành vi rất đa dạng và thú vị. Chỉ cần bạn tò mò một chút thôi, thì hành vi của chúng cũng đủ để bạn nghiên cứu cả đời. Đến cuối mùa hè, khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9, những con bướm mới nở chưa trưởng thành về sinh lý. Chúng sẽ bay từ phương Bắc về phía Nam, đến Mexico để trú đông. Bướm vua có rất nhiều điều để chúng ta khám phá. Nhưng với tôi, thú vị nhất là tập tính di cư của chúng. Những con bướm vua sẽ được theo dõi trong suốt hành trình di cư từ miền đông Canada và Mỹ đến nơi trú đông. Chương trình theo dõi bướm vua là một chương trình gắn thẻ cho loài bướm này để biết được tuyến đường di cư và tốc độ di cư của chúng, khi nào thì chúng đến được Mexico. Tôi đã gắn thẻ cho bướm vua được khoảng 5 năm. Công việc này cũng giống như bỏ thư vào chai, rồi thả xuống biển. Bạn không thể biết được kết quả. Có hàng ngàn con bướm được gắn thẻ mỗi năm, nhưng chúng tôi chỉ gặp lại một vài trong số đó. Mùa thu đã đến với Quebec. Bướm vua bắt đầu cuộc hành trình dài 4.000 km về phía dạng núi Michoacán ở vùng Tây Bắc Mexico. Hiện tượng di cư này đặt ra rất nhiều câu hỏi. Làm thế nào một sinh vật nặng chưa đầy nửa gam tìm được đường đi khi chưa từng đến đó bao giờ? Chúng ta còn rất nhiều điều chưa biết. Nhưng có một điều chắc chắn là bướm vua sẽ đến được Mexico. Làm thế nào chúng đến được? Đó vẫn còn là một câu hỏi. Có thể chúng dựa vào mặt trời, hoặc tư trường, tia cực tím, hoặc một hệ thống nào đó, mà cũng có thể là kết hợp của tất cả các yếu tố trên để tìm đường đến Mexico. Trong vài năm qua, Jean Lorion cũng đã đến Mexico để quan sát bướm vua tại nơi trú đông. Lúc này chúng ta đang trên đường đến Angangueo. Đây là một ngôi làng nhỏ, nơi có nhiều đàn bướm vua cư ngụ. Cách Mexico City 4 giờ lái xe là đến ngôi làng Angangueo, một trong những lối vào khu dự trữ sinh quyển bướm vua.
Ngày hôm sau, Jean đến vùng núi xung quanh ngôi làng ở độ cao 2.500 mét. Đó là nơi bướm vua cư ngụ, bởi ở đó có điều kiện trú đông tốt nhất, thời tiết mát mẻ và độ ẩm phù hợp. Để tìm được đàn bướm vua, Jean phải nhờ đến Philippe Martinet, nhà sinh học làm việc tại khu dự trữ sinh quyển. Số lượng loài bướm vua tăng 10%. So với năm ngoái à? Đúng vậy. Không dễ tìm được chúng. Bạn không thể nhìn thấy chúng từ đường cao tốc, mà phải đến thật gần, nơi chúng trú đông. Sau đó bạn lần theo dấu vết, mà đôi khi dấu vết cũng không được rõ ràng. Có nhiều dấu vết do người dân trong vùng để lại, và chúng tôi sẽ đi theo. Chúng tôi sẽ xuống đến chân núi, và có thể nhìn thấy chúng ở đó. Đây là một hiện tượng rất khó mô tả, rất ấn tượng phải không? Tôi đã cố tả lại cho mọi người rất nhiều lần, nhưng không thể. Tôi yêu khoa học, và yêu cả tiếng đập cánh của loài bướm vua. Có thể nói, cảm giác như là được đến một nơi hoàn toàn khác biệt. Đó là một cơ hội, được ngồi yên lặng lắng nghe âm thanh của những con bướm vua. Thực ra, lần đầu nhìn thấy chúng, tôi cứ nghĩ đó là những chiếc lá khô trên cành. Phải dừng lại quan sát, tôi mới nhận ra đó là hàng triệu con bướm vua. Tôi không thể phân biệt nổi. Chúng đến đây để trú ngụ cả mùa đông. Khi di cư đến đây, chúng không hề ăn. Chúng tích trữ sẵn một lượng năng lượng nhất định và vượt qua mùa đông với phần năng lượng dự trữ đó. Một trong những lý do chúng đến đây là để giảm thiểu tổn thất năng lượng, tương tự như một hình thức ngủ đông vậy. Để bảo vệ khu vực ngủ đông của chúng, năm 1986, chính phủ Mexico đã thành lập khu dự trữ sinh quyển bướm vua. Ngày nay, khu dự trữ này rộng hơn 560 km vuông. Nói vui một chút là người dân ở đây đã mất đi một số quyền nhất định. Họ không được sống như trước nữa, không được chặt cây, không được canh tác ở một vài khu vực. Điều đó ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của họ. Đa số người dân có phản ứng tiêu cực. Họ giận dữ. Đó là một phần quan trọng trong lịch sử của họ. Người dân là chủ trên lãnh thổ của họ. Chúng ta phải biết rằng họ đã sở hữu nơi này từ những năm 1920, 1930 và 1940. Ở đây, gỗ là một nguồn tài nguyên quý giá. Mặc dù đã có lệnh cấm chặt cây trong khu bảo tồn, nhưng Jean Lorion đã nhận ra một vài khu vực vẫn bị khai thác trái phép. Tôi đã đến đây khoảng 4 năm trước. Khi đó người ta mới chặt cây đi. Tất cả hoàn thành chỉ trong một đêm, rất nhanh chóng. Mọi người đến đây với nhiều thiết bị. Họ còn có cả vũ khí nữa. Ở đây cấm tuyệt đối việc này, nhưng vấn đề là mỗi cái cây đều có giá trị rất lớn.
Đây là lý do vì sao trong khu rừng càng ngày càng có nhiều khoảng đất trống. Đối với Eneda Monterinos, người đã nghiên cứu bướm vua từ năm 1993, tình trạng này rất đáng lo ngại. Cô đặc biệt quan tâm đến tác động của việc phá rừng tới sự sống còn của loài bướm. Những con bướm này đang cố gắng kiếm ăn. Đúng vậy. Số còn lại đang tắm nắng. Đây là nghiên cứu đầu tiên về mối liên quan giữa sự sống còn của loài bướm đến chất lượng khu rừng. Chúng tôi đã có một vài phát hiện thú vị. Ví dụ như nguyên nhân tự nhiên làm giảm số lượng bướm vua là do tác động của kẻ thù. Bướm vua được bảo vệ khỏi một số kẻ thù nhất định nhờ một loại độc tố trong cây bông tai. Chúng đã ăn chất này từ khi còn là sâu bướm. Tuy nhiên, chất độc này không có tác dụng với một số loài như chim tước mỏ lớn hay chim vàng anh. Các loài chim này có thể ăn 10 triệu con bướm đêm trong một mùa đông. Gì vậy nhỉ? Chim sơn ca à? Trông giống chim sơn ca lắm. Chim vàng anh. Chúng tôi nghe thấy tiếng chim vàng anh. Chúng tôi nhận thấy rằng các loài ăn thịt trở nên tập trung hơn nhiều khi rừng thông thoáng hơn, nhất là nếu so sánh những khu vực bị chặt cây với thời điểm trước đó. Như vậy, việc tạo ra những khoảng đất trống trong khu rừng đã làm thay đổi vì khí hậu ở khu vực đó, thay đổi cả nhiệt độ. Đàn bướm sẽ di chuyển. Chúng sẽ bay nhiều hơn, đồng nghĩa với mất nhiều năng lượng hơn. Sau đó chúng sẽ không còn đủ sức để giao phối và quay trở về Canada. Để tiết kiệm năng lượng, chúng tập trung lại sát nhau một thời gian dài trong ngày. Chỉ khi nào trời ấm, chúng mới bay đi. Thi thoảng, chúng thức dậy để uống nước, nhưng vẫn cố gắng càng hạn chế hoạt động càng tốt. Chúng không được tiêu tốn năng lượng quá nhanh. Bướm vua cần tìm nơi gần nguồn nước để uống. Nếu không, chúng sẽ chết khô. Và vấn đề sinh tồn của loài càng trở nên phức tạp hơn. Có nhiều mối nguy hiểm ảnh hưởng đến loài bướm vua. Trong số đó, nạn phá rừng là một trong những mối đe dọa lớn nhất. Ngoài ra, còn một thực tế là người dân cần nước và lấy nước từ nguồn nước của bướm vua. Kể từ khi đến Mexico, Jean đã thấy rằng việc dung hòa giữa bảo tồn môi trường sống với sinh hoạt của người dân địa phương không phải lúc nào cũng đơn giản. Tổ chức Antecne đã lập ra các chương trình đào tạo để giúp người dân tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có một cách hiệu quả hơn. Chúng tôi hướng dẫn mọi người các cách tiết kiệm gỗ. Một trong số đó là sử dụng lò nướng. Cảm ơn cô rất nhiều. Phải cảm ơn anh chứ, rất vui được gặp lại anh. Tôi đến mua một số thứ. Cảm ơn anh. Tạm biệt. Khi chúng tôi hướng dẫn kỹ thuật mới cho những người này, có lẽ họ sẽ chặt ít cây hơn. Như vậy có thể bảo tồn được khu rừng cho bướm vua và đồng thời giữ gìn được đa dạng sinh học. Người dân đã học được cách tự làm gạch để xây lò và nhà cửa. Mỗi ngôi nhà gạch cứu sống được 15 cái cây. Đúng vậy, người dân sẽ thay đổi suy nghĩ, nhưng vấn đề này cần có thời gian. Khoảng 250.000 người sống trên đất của khu dự trữ sinh quyển bướm vua. Sống chung là một trong những thách thức chính cần phải đối mặt. Nhưng môi trường sống của bướm vua cần được bảo vệ không chỉ ở Mexico.
Làm thế nào bảo tồn được một loài côn trùng di cư qua hàng ngàn km? Trên suốt tuyến đường di cư về phía Bắc, bướm vua dựa vào cây bông tai để sinh sản. Loài cây này có ở khắp lục địa Bắc Mỹ. Để bảo vệ môi trường sống của bướm vua, Canada, Mỹ và Mexico đã xây dựng chương trình bảo tồn bướm vua Bắc Mỹ. Jean Lorion cũng tham gia vào việc soạn thảo văn bản thỏa thuận giữa ba bên này. Một trong những kiến nghị được đưa ra trong chương trình này là vẽ bản đồ sinh sống của các loài cây bông tai khác nhau ở Mexico. Đó là một phần của kế hoạch. Một kiến nghị khác là cố gắng thuyết phục người dân để họ có đủ năng lực tự cung tự cấp trong tương lai. Đó cũng là một phần trong kế hoạch. Ngoài ra, chúng tôi cũng cố gắng khuyến khích du lịch sinh thái bền vững. Hàng năm, Jean đều tổ chức các chuyến đi nhằm nâng cao nhận thức. Đây là cơ hội để ông truyền lại hiểu biết của mình cho mọi người và hy vọng sẽ có sự thay đổi trong hành vi của người dân đối với môi trường. Bây giờ là đầu tháng 3, bướm vua bắt đầu quay trở về. Chúng bắt đầu xuống núi. Chúng ta cần phải bảo tồn những gì hiện có cho thế hệ tương lai, để con cháu được chiêm ngưỡng những gì ta thấy hôm nay. Chúng ta đã mất rất nhiều thứ, và nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ còn mất nhiều hơn. Vì thế, chúng tôi luôn cố gắng hết sức và coi bướm vua như một phương tiện để truyền đi thông điệp trên. Nếu chúng ta bảo vệ được bướm vua, chúng ta cũng có thể bảo tồn được nhiều thứ khác nữa. Một trong những kết quả thực tế của chuyến đi đến Mexico là mọi người đều rất ấn tượng với người dân sống trong vùng núi và quyết định viết một lá thư chung gửi đến Thủ tướng Canada và Thủ tướng Mexico với hy vọng giúp người dân nơi đây nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo Eneda, nếu muốn kêu gọi người dân địa phương tham gia vào dự án bảo tồn, họ phải được lợi từ việc đó. Vì thế, ý tưởng đào tạo người dân trở thành hướng dẫn viên du lịch đã ra đời. Nó được gọi là gì vậy? Cây bông tai. Bông tai nhiệt đới. Khi được mở mang kiến thức sinh học về loài bướm, họ cũng trở nên ý thức hơn về sự cần thiết phải bảo vệ rừng, vì không có rừng, bướm sẽ không di cư nữa. Người dân trong những ngôi làng xung quanh khu bảo tồn ngày càng trở nên ý thức hơn với việc bảo tồn bướm vua. Họ cũng tổ chức rất nhiều hoạt động. Một trong số đó là lễ hội bướm vua. Lễ hội văn hóa này nhằm mục đích bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển của bướm vua diễn ra ở một vài ngôi làng tại Michoacán. Điều đó chứng tỏ một thực tế rằng tư duy đang thay đổi và người dân cảm thấy tự hào về sự hiện diện của bướm vua trong lãnh thổ của họ. Tôi nghĩ bướm vua là một ví dụ điển hình trong việc chia sẻ lãnh thổ giữa con người và động vật. Bạn có thể thấy rõ điều này trong khu bảo tồn, và đó cũng là điều chúng tôi đang cố gắng làm. Không thể tách biệt con người khỏi môi trường. Con người cũng là một phần không thể thiếu trong môi trường sống, giống như loài bướm vua. Đến giữa tháng 3, bướm vua bắt đầu rời khỏi Mexico. Trên hành trình trở về, chúng sẽ giao phối và chết đi. Trước khi chúng về đến vùng Đông Bắc của nước Mỹ, sẽ có khoảng 1 đến 3 thế hệ ra đời nối tiếp nhau. Mùa thu tới, thế hệ cuối cùng sẽ lại theo con đường di cư này trở về miền Nam. Rất hiếm khi thu lại được những chiếc thẻ đã gắn. Tôi không thể tin được. Tôi đến đây đã gần 15 năm rồi, và đây là lần đầu tiên tôi thu lại được một chiếc thẻ rơi trên mặt đất. Bạn có thể mua thẻ từ người dân, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự tìm được.
Nhờ chiếc thẻ này, chúng ta sẽ xác định được địa điểm, thời gian và con bướm đã đeo nó. Điều này rất thú vị. Tôi rất vui. Đối với Jean Loriol, việc phát hiện ra loại thẻ này giống như một món quà. Sau nhiều năm nghiên cứu loài côn trùng ưa thích, ông sẽ nghỉ hưu trong vài tháng tới. Tôi không hiểu lắm nghĩa của từ nghỉ hưu. Tôi còn rất nhiều dự án phải làm. Tôi sẽ còn đến đây trong nhiều năm nữa. Điểm khác biệt duy nhất là khi quay lại đây, tôi sẽ có nhiều thời gian ở lại hơn. Ngày nay, người dân bắt đầu thu lợi từ các dịch vụ du lịch trong khu bảo tồn. Nhờ đó họ chu cấp được những nhu cầu thiết yếu của mình. Tôi nghĩ mọi việc đang tiến triển tốt. Họ đã bắt đầu hiểu rằng có một di sản đang sinh sống trong khu rừng của mình. Đa dạng sinh học giống như một con tàu vũ trụ vượt qua thời gian. Bất cứ khi nào mất đi một loài, cũng giống như chúng ta mất đi một con vít nối. Sẽ có lúc chúng ta mất đi một vít nối vô cùng cần thiết cho sự sống của con tàu này. Tất cả mọi loài đều quan trọng và có vai trò nhất định trong hệ thống khổng lồ mà chúng ta đang sống.